tuyệt đối kiêng kỵ treo 11 loại tranh này trong nhà, kéo con cái ốm đau triền miên, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm của thế giới tâm linh, cái việc treo tranh phong thủy trong phòng khách không những đẹp mắt mà còn mang đến nhiều cái điều may mắn, tài lộc, giúp thu hút vượng khí cho cả căn nhà của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn tranh phong thủy phù hợp. Nếu không cẩn thận, sẽ treo nhầm phải những cái bức tranh xấu, mang lại những cái điểm xui xẻo, hút hết cái tài lộc và may mắn của cả gia đình, khiến cho thần tài bỏ đi, gia đình điêu đứng, lụi bại. Dưới đây là những cái bức tranh cấm kỵ tuyệt đối không nên treo trong phòng khách, cần tuyệt đối lưu ý để tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù đẹp đến mấy cũng tuyệt đối không được treo những loại tranh này trong phòng khách. 1. Tranh con giáp trùng tuổi với gia chủ. Nhiều người hiện nay vẫn thường có thói quen là treo cái tranh con giáp trùng tuổi của bản mệnh, vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại cái tài lộc, mang lại may mắn cho mình. Tuy nhiên thì cái điều này là không nên, vì con giáp của gia chủ cũng như là con giáp của tranh ấy có thể trở thành tương xung, tương hình hoặc là tương hại. Khi mà quý vị treo tranh phong thủy về con giáp thì cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất là phải tam hợp. Cái sự kết hợp của 3 con giáp trong 12 con giáp thì tạo thành 4 bộ tam hợp, đúng không? Bộ tam hợp là Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, Tị Dậu Sửu và Thân Tý Thìn. Như vậy nếu gia chủ mà cầm tinh tuổi Tý thì có thể treo bức tranh tuổi Thìn hoặc là tuổi Thân. Nếu gia chủ mà cầm tinh con Hợi, đúng không? Thì có thể treo tranh tuổi Mão hoặc tuổi Mùi. Nếu quý vị mà cầm tinh con Ngựa thì có thể treo tranh con Hổ hoặc là tranh con Chó. Cái nguyên tắc thứ hai là dựa vào cái quy luật lục hợp. Khi mà quý vị muốn treo tranh con giáp, chúng ta có 12 con giáp chia ra làm 6 cái bộ đôi hợp với nhau thì gọi là lục hợp. Trong nhóm tuổi lục hợp gồm có những cặp sau này: có Tý Sửu là nhị hợp này, Dần Hợi là nhị hợp này, Mão Tuất là nhị hợp, Thìn và Dậu là nhị hợp, Tị và Thân là nhị hợp, đúng không? Và Ngọ và Mùi là nhị hợp. Đấy. Thì nếu mà quý vị tuổi Ngọ ấy, thì có thể treo tranh tuổi Mùi. Những người tuổi Thìn thì có thể treo tranh con gà, hoặc là những người tuổi Tý thì có thể treo tranh con trâu, vân vân. Thì quý vị cứ theo những cái con giáp đó mà lựa chọn thì sẽ chọn được cho mình những cái bức tranh phong thủy phù hợp với bản mệnh và gì kích hoạt được cái tài lộc cũng như là cái may mắn cho chính mình. 2 là treo tranh thú dữ, binh khí. Những bức tranh có hình thú dữ hoặc là binh khí sẽ sinh ra những cái sát khí làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người trong gia đình, cản trở cái tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp. Không nên treo tranh có hình thú dữ như là hổ, rồng, chim ưng, cũng như là các loại tranh đao, kiếm, súng, vì chúng thể hiện cái sát khí, sự hung dữ sẽ gây nên nhiều điều không hay, không tốt, thậm chí là gây đến họa sát thân với gia chủ. Nếu muốn treo những cái loại tranh này thì tốt nhất đầu chúng phải hướng ra ngoài, tuyệt đối không cho quay đầu vào trong nhà. Vì vậy nếu mà treo tranh ấy, thì gia chủ nên chọn những cái bức tranh về tranh sơn thủy, tranh chim hạc hoặc là phượng hoàng, biểu tượng cho sự cát tường và sự thịnh vượng. Nếu muốn treo tranh hình hổ, rồng, ngựa hoặc là chim ưng thì gia chủ nên chú ý cái hướng đầu của chúng ra ngoài phòng để không bị chúng uy hiếp. 3. Treo tranh người quá cố lên tường. Tốt nhất là không nên treo những bức chân dung của người đã khuất lên tường, đặc biệt là ở những cái nơi mà chúng ta dễ thấy như phòng khách. Nơi này là nơi mà nhiều người trong gia đình di chuyển lại, qua lại nhiều, và vô tình nó sẽ khiến cho cái không khí trong căn nhà ấy trở nên ngột ngạt và dễ bị ảnh hưởng tới cái tài sản cũng như là cái tài lộc, sự nghiệp cũng như là cái chuyện tình duyên, học hành của cả nhà. Nếu muốn thờ cúng tại nhà thì tốt nhất các bạn nên chọn nơi riêng tư, yên tĩnh, trong sạch để đặt bàn thờ và di ảnh. Nó cũng là một cái cách để thể hiện cái sự tôn trọng với những người đã mất. 4. Tranh có màu sắc ảm đạm, u tối, cảnh hoàng hôn tiêu điều. Theo phong thủy, những bức tranh có màu sắc ảm đạm, u tối dễ gợi lên cái sự tiêu điều và lạnh lẽo. Những bức tranh treo tường cổ điển này sẽ khiến cho phòng khách nhà bạn trở nên ngột ngạt, u ám và mang đến những cái chuyện không được thuận lợi, tốt đẹp. Cùng với đó thì những cái bức tranh mà có gam màu quá đậm lại khiến cho cái người nhìn ấy cảm thấy là nặng nề và buồn phiền. Vì thế, các bạn cũng nên tránh treo những cái bức tranh này trong phòng khách. Bên cạnh đó, đối với không gian trong phòng khách thì bạn không nên treo những bức tranh có ảnh hoàng hôn hoặc là cành cây khô hoặc là mùa đông giá rét, bởi những bức tranh này sẽ mang lại cái sự cô đơn, lẻ loi.
và cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt đến cái vận khí của gia đình bạn. Không những thế, cái sự nặng nề trong cái tâm hồn sẽ thiếu đi sinh khí, dẫn đến là làm suy giảm đi lý trí và mất đi sự hứng thú khi làm việc. 5. Tranh thác nước chảy ra ngoài. Trong tự nhiên, nước là yếu tố bắt nguồn của sự sống. Nếu bức tranh phong thủy mà có dòng nước chảy ôn hòa, cây cối tươi mát, nó sẽ báo hiệu cho một cuộc sống may mắn, thịnh vượng và bình an. Tuy nhiên, nếu mà treo tranh sai hướng, cái dòng suối chảy ra ngoài thì sẽ dễ mang đến những điểm xui xẻo, thất thoát về tài lộc của cả gia đình. Ở tranh hình thác nước còn có ý nghĩa là xoay tròn lặp lại. Cũng vì thế mà đối với vận khí của gia chủ cũng lặp đi lặp lại, không có sự phát triển trong cuộc sống. Việc lặp lại đối với những gia đình gặp may mắn ấy, thì không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu bạn đang gặp cái vận hạn ấy, thì cái việc lặp đi lặp lại mãi không giải quyết được ấy, sẽ đem đến những cái vận xui đeo bám cho cả gia đình. Thứ 6 là tranh đầu hươu tuần lộc hướng ra ngoài. Thì đây là một trong những bức tranh mà không nên treo trong phòng khách. Bởi tranh đầu hươu hay là tranh tuần lộc ấy, nếu mà treo quay vào nhà thì sẽ mang ý nghĩa là gì? Lộc vào nhà. Nhưng nếu đem treo chính giữa phòng khách đối diện với cửa chính thì có nghĩa là gì? Đầu hươu quay ra ngoài. Đã. Lúc này thì mang ý nghĩa là cái của cải tài lộc thì không cánh mà bay. 7. Tranh đàn ngựa chạy. Tranh bắt mã 8 con ngựa của danh họa Trung Hoa là Từ Bi Hồng ấy, là cái tranh cát tường mang lại những điều tốt đẹp, may mắn. Nhưng mà chỉ nên treo trong các trường hợp mà gia chủ bắt đầu lập nghiệp. Còn sau khi cái sự nghiệp đã lập xong ấy, thì phải tháo xuống, không nên treo. Bởi nó mang cái ý nghĩa rằng gia chủ phải suốt ngày chạy đôn chạy đáo. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần chọn cái màu sắc, cái khung tranh phù hợp với cái ngũ hành để treo tranh được may mắn, tài lộc cho cả nhà. Nếu lựa chọn màu tranh không hợp mệnh, sẽ khiến cả nhà ngập tràn trong cái khí xấu, làm gì thì cũng sẽ không thành và nghèo đói liên miên. Thứ 8 là những điều cấm kỵ khi treo tranh trong bếp. Khi mà treo tranh trong bếp cũng không nên đặt tranh ở những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái ánh nắng mặt trời, như là cửa sổ này. Đồng thời cũng nên tránh đặt tranh ở những nơi ẩm thấp hoặc là có nhiệt độ cao như lò hơi sóng hoặc là bếp nấu. Cái điều này vừa ảnh hưởng đến chất lượng của tranh, lại vừa làm cho cái không gian bếp trở nên là gì? Thiếu logic. Bên cạnh đó, khi treo tranh trong bếp thì cũng cần lưu ý là không treo các bức tranh quá cao vì sẽ khiến cho chúng mình lạc lõng với cái bố cục gồm nhiều cái đồ nấu ở xung quanh. Đấy. Bên cạnh đó thì quý vị cũng không nên chọn những loại tranh mà quá tương phản với không gian bếp, sẽ gây nên sự ức chế cho người nấu ăn. Nên ưu tiên những loại tranh tĩnh vật như là hoa quả tươi này, giỏ trái cây này, vân vân. Đó. Thứ 9 là những điều cấm kỵ khi mà treo tranh trong phòng thờ. Không được để tranh trong phòng thờ bị ẩm hoặc là có vết rách. Nếu thấy vết bẩn thì gia chủ cần phải chữa ngay, càng sớm càng tốt để không gây ảnh hưởng đến cái vượng khí trong nhà. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải lưu ý phải giữ gìn tranh thờ thật cẩn thận. Tốt nhất là nên bảo quản trong cái khung kính. Nếu mà tranh thờ bị rách thì nên tháo mang ra chùa để cúng, sau đó hóa đi theo vàng hương, không cất hoặc cuộn tranh thờ trong ngăn kéo. 10. Những điều cấm kỵ khi treo tranh trong phòng ngủ. Người lớn mà treo tranh trong phòng ngủ ấy, thì dù mang cái dấu ấn cá nhân nhưng cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc như sau này. Bên trong những bức tranh có đôi có cặp như là thiên nga, ngỗng hoặc là gì uyên ương, tránh treo những bức tranh mà mang cái minh họa cái vật đơn lẻ. Và bên cạnh đó thì cũng tuyệt đối không đặt tranh thờ trong phòng ngủ. 11. Những điều cấm kỵ khi treo tranh trong phòng ngủ của trẻ em. Nhiều gia đình thích trang trí những đám mây ở phòng ngủ của trẻ em. Tuy nhiên, dù là tranh tường hay là những hình vẽ lên trần nhà, thì đây cũng là những hình ảnh mang tính chất là kìm hãm, không tốt. Ngoài ra, những hình ảnh nên tránh khi mà trang trí trong phòng ngủ của trẻ em ấy, cụ thể là không nên treo các tranh có hình có con vật hung dữ, không nên treo cả những bức tranh có nước đại dương trong phòng ngủ của trẻ em, vì chúng sẽ khiến trẻ dễ mất tập trung trong việc học tập. Và đặc biệt không treo tranh ở đầu giường, trẻ sẽ rất có thể là bị khó ngủ và bị nhiễu loạn trong tâm trí. Đó là 11 điều cấm kỵ khi mà treo tranh phong thủy. Quý vị thân mến, tranh phong thủy là cái thể loại tranh vừa mang cái vẻ đẹp ấn tượng cho ngôi nhà, lại vừa giúp cho gia chủ gặp được nhiều cái điều may mắn, công danh sự nghiệp thì được thăng tiến, hóa giải những cái xui xẻo. Tuy nhiên, việc lựa chọn được những cái bức tranh đẹp và thuận phong thủy còn tùy thuộc vào sở thích của gia chủ, cung mệnh cũng như là những tiêu chí thẩm mỹ của từng người. Trong phần tiếp theo của chương trình, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về một số bức tranh đẹp, giàu ý nghĩa trong phong thủy. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Là tranh sơn thủy. Hiện nay thì có rất nhiều tranh phong thủy mang nhiều cái nội dung và cái hàm ý khác nhau. Nhưng các bức tranh sơn thủy vẫn luôn là một chủ đề được mọi người ưa thích.
Nhắc đến tranh sơn thủy thì hai yếu tố không thể thiếu được trong bức tranh đó là gì? Núi và nước, đúng không ạ? Các thầy phong thủy vẫn nói đâu, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, đúng không ạ? Như vậy nước thì biểu hiện cho tài lộc, núi thì cho ta thấy cái thế nước đầy, nước chảy vào trong, thế nước chảy mạnh, chảy dồi dào, thể hiện cái sự sung túc, có nhiều cái tiền của vào nhà. Bên cạnh đó, nếu mà thế nước chảy yếu lại cộng thêm cái dòng chảy ra ngoài thì có nghĩa là tiền bạc bị mất mát. Vì vậy khi chọn tranh sơn thủy thì ta cũng cần phải lưu ý đến cái thế của nước chảy. Nếu như nhà bạn mà có góc khuyết thì nên treo tranh sơn thủy ở những cái vị trí có thể che được đi cái góc khuyết đó. Như vậy vừa có thể hóa giải được cái lỗi phong thủy xấu, lại vừa có thể mang lại cái tài lộc đến cho cả gia đình bạn. Hai là tranh mẫu đơn. Mẫu đơn là loài hoa vương giả sang trọng, nó biểu tượng cho sự giàu có, sự thịnh vượng và sự tình duyên. Ở Nhật Bản thì mẫu đơn tượng trưng cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với nhiều con cháu. Còn trong ngôn ngữ loài hoa ở phương Tây ấy, thì nhờ những đặc tính y học tuyệt vời mà mẫu đơn còn được xem như là một loại dược thảo chữa bệnh, mang cái ý nghĩa của sự e lệ. Hoa mẫu đơn biểu tượng cho sự thịnh vượng và sắc đẹp. Theo tương truyền, từ ngàn đời xưa thì hoa mẫu đơn được ví như là chúa tể của các loài hoa và chỉ được trồng ở trong cung cấm. Nhà dân thì không được trồng, thể hiện cái đẳng cấp và danh vọng. Hoa mẫu đơn với cái vẻ đẹp viên mãn rực rỡ thể hiện cho sự giàu có cùng những cái điều bình an cho gia chủ. Tranh mẫu đơn nên treo ở những cái bức tường phía tây nam hoặc là phía bắc của ngôi nhà, hoặc là quý vị có thể treo ở cái vị trí đào hoa nếu mà muốn để gia đình hòa thuận hạnh phúc. Hoa cỏ thì thuộc hành mộc, phía bắc thì thuộc hành thủy, đúng không ạ? Thủy mộc là tương sinh, sẽ giúp cho tài lộc thì ngày càng sinh sôi nảy nở. Thì ngoài ra treo tranh mẫu đơn ở trong cái phòng ngủ ấy, cũng giúp cho cái đời sống tình cảm của vợ chồng được thêm viên mãn và hạnh phúc. Thứ ba là tranh cá chép. Theo truyền thuyết thì cá chép vượt vũ môn hóa rồng, nó cũng là cái biểu tượng cho danh vọng, cho sự đỗ đạt, cho những cái kỳ tích. Nên cái việc mà treo cái tranh này trong nhà cũng có ý nghĩa là cầu mong cho con cái được học hành đàng hoàng, công thành danh toại. Cá chép đại diện cho tính thủy nên mát mẻ và vận may xua đuổi cái sát khí, bệnh tật cũng như là những thiên tai. Bên cạnh đó trong phong thủy thì cá chép cũng tượng trưng cho cái sự no ấm, sự đầy đủ. Và bức tranh thường treo về cá chép đó là gì? Cửu ngư quần hội, với cái hình tượng là 9 con cá chép vây quanh với hoa sen hoặc là hoa mẫu đơn. Bức tranh này tượng trưng cho sự dư giả, sự sung túc. Không những thế, cá chép là cái biểu tượng của sự kiên trì, sự bền bỉ. Tranh cá chép sẽ mang ý nghĩa cho sự thăng tiến trong công danh sự nghiệp và sự nổi tiếng của mọi người trong gia đình. 4 là tranh hoa đào. Hoa đào là tượng trưng cho hơi thở của mùa xuân. Những bức tranh phong thủy mà có hoa đào ấy, sẽ khiến cho cái không gian căn phòng thêm được phóng khoáng, mở rộng, hài hòa và tam nhã. Không những thế, hoa đào còn là biểu tượng của cuộc sống, là loài cây cân bằng các nguồn năng lượng âm dương trong trời đất, mang lại cái sự hài hòa và thành công. Bên cạnh đó, treo tranh phong thủy hoa đào trong phòng khách còn mang cái ý nghĩa là cầu mong may mắn, sức khỏe và thể hiện cái sự tinh tế, cân bằng tâm trạng của con người. 5. Tranh thực vật. Khi treo tranh thực vật ấy, để mang lại cái may mắn cho ngôi nhà và hợp với phong thủy ấy, thì các bạn cần tránh treo tranh ở cái hướng Tây. Bởi vì tranh thực vật là thuộc hành mộc, đúng không ạ? Và hướng Tây lại thuộc hành kim. Kim mộc là tương khắc theo quan niệm ngũ hành, đúng không ạ? Vì vậy, với các loại tranh này thì treo hướng Tây sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều cái điều không may mắn. Gia đình có thể xảy ra những cái chuyện bất hòa và chỉ gặp những hung vận trong cuộc sống. Thưa quý vị, vào dịp đầu năm thì một bức tranh hoa đào trong phòng khách không chỉ giúp cho tâm hồn được thư thái mà còn có tác dụng là điều hòa cái vượng khí, tăng trưởng cái nguồn năng lượng về sức khỏe, giúp cho gia chủ tĩnh tâm và an hưởng cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn những bức tranh thực vật như hoa nở phú quý, cửu ngư quần hội để treo trong nhà, nhất là trong phòng khách, vừa có thể giúp các bạn trang trí phòng khách, lại mang lại cái cảm giác ấm áp, lại vừa có thể đem lại cái may mắn, tài lộc đến cho cả gia đình bạn. 6 là tranh con gà. Thì trong phong thủy, cái biểu tượng gà trống được sử dụng khá rộng rãi để thể hiện cái sự may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Ngoài ra tranh gà thì còn giúp cho các bạn tránh được cái hạn tiểu nhân nói xấu sau lưng và các vận khí không tốt cho cả ngôi nhà. Đặc biệt, nó còn giúp cho các bạn là giải trừ cái đào hoa sát cho gia chủ. Tức là các bạn vô tình đặt cái vật cấm kỵ tại cái hướng đào hoa của mình ấy, hoặc là chồng, hoặc là vợ, là những cái hướng mà gia tăng cái khả năng ngoại tình khiến cho gia đình bị tan vỡ ấy. Thì khi treo tranh con gà trống vào sẽ giúp cho hóa giải được cái vị trí đó, giúp cho phong thủy trong nhà bạn trở nên tốt hơn. Thì ngoài ra các bạn cần phải đặt tranh tại những cái vị trí đầu gà hướng ra ngoài, vì các bạn đặt đầu gà quay vào trong nhà thì sẽ hay xảy ra những chuyện cãi vã to tiếng với nhau.
Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần tránh treo chân con gà trên ghế sofa hoặc là ghế ngồi hoặc là ở bàn học để tránh những cái điều thị phi không may nó đến với gia đình. 7. Là tranh cây tre. Cây tre không chỉ là một trong những biểu tượng trường thọ và sức khỏe mà nó còn là biểu tượng mạnh mẽ của tài lộc. Đồng thời cây tre cũng là cái biểu tượng của tinh thần kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Thưa quý vị, vậy là trong chương trình ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái bí quyết treo tranh phong thủy đại cát đại lợi giúp cho các bạn thu hút được cái vận may và tài lộc cho cả gia đình, cũng như là chia sẻ cho quý vị những cái điều kiêng kỵ trong việc treo tranh phong thủy để tránh không gặp phải những vận xui đáng tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.